Có hấp dẫn không? Hấp dẫn. Có nhiệt huyết không? Nhiệt huyết. Nè, đoạn này là lời nói của Chủ tịch Tổng Hiệp hội Lãnh đạo Ngành Hàng không Quốc tế đó. Cho mọi người coi là muốn mọi người biết. Mọi người không chọn nhầm. Trụ cột phát triển của ngành hàng không trong tương lai đều ngồi ở đây. Và nơi này, một trong những sân bay bận rộn nhất trên thế giới, sân bay quốc tế Hồng Kông, chính là sân khấu biểu diễn của mọi người. Có tuyệt không? Tuyệt. Nhưng trước khi tuyệt, tôi muốn hỏi mọi người một câu. Có ai biết lượng hành khách và lượng hàng hóa hàng năm của sân bay chúng ta là bao nhiêu không? Lượng hành khách là 71.500.000 lượt người, còn lượng hàng hóa có thể đạt tới 4.8 triệu tấn. Nhưng mà dự kiến sau khi vận hành hệ thống đường băng số 3 xong, thì sân bay quốc tế Hồng Kông sẽ có khả năng xử lý 120 triệu lượt hành khách, còn lượng hàng hóa cũng có thể đạt tới 10 triệu tấn. Chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Vậy cậu có biết sau khi xây xong đường băng số 3, hướng phát triển trong tương lai ở đâu không chứ? Tôi có coi bài phỏng vấn của Chủ tịch Tổng. Ông nói ngoài việc sân bay có nhiệm vụ trọng tâm ra, sau này cũng sẽ phát triển thêm khái niệm thành phố sân bay. Đến lúc đó sân bay không chỉ là cánh cửa ra vào Hồng Kông, mà còn trở thành một điểm đến có rất nhiều điểm tham quan. Cậu rành hơn tôi. Cậu tên là... Quang Vũ An. Tôi lớn lên ở Cửu Long Thành. Lúc nhỏ anh hai của tôi thường đưa tôi lên sân thượng ngắm máy bay. Cho nên tôi thường nói với bản thân, sau này lớn lên nhất định phải làm việc trong sân bay. Hy vọng có thể tiếp xúc máy bay ở khoảng cách gần. Cậu ở Úc về có phải không? Sân bay Khải Đức dọn đến Xích Liệp Giác năm thứ 3. Tôi đã cùng má bay đi Úc rồi. Sau khi tốt nghiệp ở bên đó làm việc được mấy năm, năm nay quay về đây thì tham gia vào học viện hàng không. Hy vọng có thể hoàn thành được ước mơ được làm trong sân bay của tôi. Nè, sân bay có rất nhiều vị trí. Cậu có định làm ở vị trí nào không? Có bao giờ nghe Trung tâm Điều khiển Trung ương IAC không? Anh Dĩ, hôm nay chúng ta tới dạy học. Học viên muốn làm việc ở vị trí nào chẳng phải nên giao lại cho họ tự quyết định sao? Anh chỉ hỏi thôi, anh không có nói để cô ta vào IAC. Nè, IAC á, là đại não của sân bay, phụ trách liên kết với bộ phận khác nhau, xử lý rất nhiều vấn đề đột xuất. Em muốn làm airfield, bởi vì sân đậu máy bay mới là nơi gần máy bay nhất. Không ngờ cậu muốn làm airfield. Tôi có người bạn phụ trách sân đậu máy bay, có cơ hội giới thiệu cho cậu biết. Hay lắm. Anh Dương, em nghĩ chắc chắn anh đã quên mất chủ đề hôm nay của chúng ta nói về cái gì. Không sao, để em nhắc anh. Terminal Operation and Manager. Cho họ anh bắt đầu vào đề chưa? Em nói nữa, tiếc thì em làm. Nè các bạn học viên, mọi người có biết đây là chỗ nào không? Sân bay Hồng Kông. Là trạm sửa chữa máy bay. Đây là khu cấm của sân bay, người bình thường không được vào đây. Bộ phận của chúng ta có tên là Airfield Operation. Có điều chúng ta không phụ trách sửa chữa máy bay, nhưng mà đa số công việc của sân bay đều có liên quan tới chúng ta. Thí dụ như lên xuống hành lý nè, để lại phối hợp với sự điều động chuyến bay của công ty hàng không. Ví dụ như có một hành khách không thể lên máy bay, chúng ta sẽ phối hợp với công ty hàng không mau chóng lấy hành lý trên máy bay xuống. Vậy đó, bảo đảm chuyến bay cất hạ cánh không bị cản trở. Máy bay này là Airbus 320. Tổng chiều dài là 37m 57cm, sải cánh 34m 10cm, tổng chiều cao 11m 76cm. Trọng lượng cất cánh lớn nhất có thể đạt tới 77.000kg. Khoang hành khách thương mại còn sử dụng cách bố trí 242. Wow, nhóc An giỏi thiệt nha. Tưởng đâu anh rành sân bay thôi, thì ra đối với máy bay anh cũng có nghiên cứu hả? Cũng ok thôi. Tóm lại mọi người có gì không biết cứ hỏi tôi. Thôi được rồi. Nè tất cả các bạn, mọi người nghe tôi nói nãy giờ, có phải rất có hứng thú với bộ phận của tôi hay không? Thực ra trước giờ em luôn cảm thấy làm việc ở Airfield thực sự có ý nghĩa lắm. Cậu là... Quang Vũ An, gọi em là Nhóc An đi. Giám đốc Dương ở IAC có nhắc cậu, một hai muốn cậu qua bển thực tập. Nè tất cả các bạn, còn khoảng tuần mấy hai tuần, mọi người sẽ có thể chọn tới bộ phận nào thực tập. Nhóc An à, cậu chọn thế nào? Thực ra trước khi em vào học viện hàng không, đã xác định bản thân nhất định phải làm việc ở Airfield rồi. Nè, tôi thì không muốn tạt nước lạnh vào cậu, nhưng mà tôi sợ cậu làm chưa được một tháng đã làm đến rất khổ sở, lại dầm mưa dậy nắng, sẽ suy nghĩ sao mình không tới những chỗ có máy lạnh vậy thôi. Thực ra em biết rất rõ bản thân mình muốn gì. Nếu không được làm giữa Airfield, em mới hối hận. Tuổi trẻ nói chuyện không cần chắc nịch quá đâu. Nè tất cả các bạn, mọi người có hứng thú với bộ phận nào hả? Em muốn sửa máy bay. Em muốn làm tiếp viên. Em muốn bác gì?
Em muốn làm tiếp viên. Em muốn vô IAC. Hả? Tôi đã xác định vô CS rồi. Em cũng giống như nhóc An, cũng muốn theo anh Henry học hỏi. Anh Henry. À, được, 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 được. À, xin lỗi nha. Sao hả vậy? Xin đồng máy bay số 7 copy em 768 cần phải putback. Vì anh cho nó coi thử. Ok, tôi sẽ trao đổi với bên putback ngay. Ừ, vậy đi. Là tất cả các bạn, tôi vừa mới nhận được lệnh có chiếc máy bay cần phải putback. Có hứng thú tìm hiểu thêm không? Hay lắm, hay lắm. Mọi người đi theo tôi. Bên này, bên này, bên này, bên này. Em muốn hỏi putback có nghĩa là gì? Tôi biết là gì. Máy bay lớn như vậy, nhiều khi vị trí đầu không từng quay đâu, nên là phải dựa vào xe kéo dưới mặt đất, đẩy nó ra đường băng. Không phải đường băng, chúng ta sẽ dùng xe đẩy máy bay ra ngoài đường lăn. Đến lúc đó nó sẽ có thể tự mình chạy chậm tới đường băng chuẩn bị cất cánh. Một chiếc xe kéo nhỏ như vậy có thể đẩy được chiếc máy bay lớn vậy sao? Thực ra là một số quy luật vật lý rất đơn giản, giống như một đứa bé muốn đẩy được một người lớn là rất khó. Nhưng mà nếu người lớn đó mang giày trượt patin, thực tế đứa bé đó không cần dùng lực cũng có thể đẩy được người lớn. Các vị Việt Nam các quan trọng, ở đây TVB cái chương mục là mày hổ trang này. Không biết à, ở đây xin thuê xuất cái Việt Nam luyện ngoại phần đầu, tôi chính xuyên cho hải lượng cái ngoại tình kịch tập, đằng cái này đi. Phải đi click hạ bên link, like và subscribe 啦.